Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến rất là vui vì Yến tiếp tục nhận được thêm sự giúp đỡ của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân dành giúp đỡ cho bà con những cái phần quà, và đặc biệt là hiện tại là trong cái dịp tháng 7 âm lịch, mùa lễ Vu Lan. Dạ. À, ngày hôm nay thì Yến nhận được sự giúp đỡ là của nhóm cô chú Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, thì giúp đỡ 100 phần quà, và hôm nay là mình phát ngay tại huyện Châu Thành của Sóc Trăng. Địa điểm hôm nay thì Yến cũng mượn chùa Phước Thuận, một ngôi chùa ở trong địa phương để mà mình phát quà. Dạ, thì bây giờ quà cũng đã chuẩn bị rồi, thì mượn cái chỗ trước sân của chánh điện cô chú anh chị, một hồi bà con đến nhận quà thì cũng sẽ vào chánh điện ngồi để cho mát. Dạ. Thì trước tiên Yến cũng xin công bố về các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nhóm đã giúp đỡ cho cái đợt phát quà này nha. Thì đây là phần quà được nhóm cô chú Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ là có nhận Yến phát riêng, là cô chú đã gửi 3.000 đô và cô chú có dặn là phát 100 phần quà, mỗi phần quà là 30 đô Mỹ, thì số tiền 30 đô Mỹ mỗi phần quà là 715.000 đồng. Dạ, thì sau đây Yến xin đọc tên các cô chú đã giúp đỡ trong cái số tiền 3.000 đô này. Dạ, có bác Lim Pensia gửi tặng 300 đô Mỹ, chú Lim Nau gửi tặng 100 đô Mỹ, chú Lim Ken gửi tặng 100 đô Mỹ, chú Lim Sung gửi tặng 100 đô Mỹ, chú Lim Hong gửi tặng 100 đô Mỹ, chú Huỳnh Khiên gửi tặng 150 đô Mỹ, cô Huỳnh Kim gửi tặng 150 đô Mỹ, bạn Huỳnh Kevin gửi tặng 100 đô Mỹ, bạn Huỳnh Karen gửi tặng 100 đô Mỹ, chú Chandara H, cô Sonly Lim, bạn Julie H, bạn Justina H gửi tặng 300 đô Mỹ, bác Hy Trần gửi tặng 150 đô Mỹ, bác Hoa Trần gửi tặng 150 đô Mỹ, chú Jerry Trần gửi tặng 300 đô Mỹ, cô Cindy Vu gửi tặng 300 đô Mỹ, bạn Joanna Vu gửi tặng 300 đô Mỹ, bạn Jonathan Vu gửi tặng 300 đô Mỹ. Tổng số tiền nhận được là 3.000 đô Mỹ. Dạ. Trước tiên Hiển cũng xin thay mặt cho 100 bà con hôm nay đến nhận quà, xin cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con những cái phần quà rất là quý giá. Phần quà đợt này 30 đô Mỹ thì rất là nhiều quà, nhiều hơn cái quà bình thường mà Yến phát mấy lần trước nữa. Dạ, xin rất là cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì sau đây là Yến sẽ chia sẻ về cái phần quà 30 đô là tương ứng 715.000 đồng của nhóm cô chú đã giúp đỡ. Dạ. Thì trong cái phần quà Hiển sẽ nói về phần quà trước nha cô chú anh chị. Trong cái phần quà của mình thì là bao gồm một bao gạo 10kg. Bao gạo 10kg này là 120.000 đồng. Dạ. Tặng một chai nước tương giống như thường lệ vậy đó. Dạ. Và có một cái túi đồ. Túi đồ như thế này đây. Và trong cái túi đồ thì bao gồm các thứ. Túi đồ này thì cũng giống như trong đợt trước mình phát vậy cô chú anh chị. Hiển cũng xin nói lại lần nữa. Đây là cái chai nước tương mà mình mua bao gạo là được tặng nha cô chú anh chị. Dạ. Một chai nước mắm, một chai dầu ăn, một hộp sữa, 5 lon cá mòi. Dạ. Một gói bột ngọt, 1 kg đường, một gói hạt nêm và một bịch muối. Dạ. Thì đó là cái túi quà của mình. Rồi Yến sẽ để vô và Yến kể tiếp cho cô chú anh chị biết nha. Dạ. Mình để đỡ vô đây một cái. Dạ. Rồi, trong cái phần quà của mình thì đợt này đặc biệt là có bây giờ có thêm cái phần áo ấm cô chú anh chị. Áo ấm cho các ông cụ bà cụ lớn tuổi. Dạ. Đây, áo ấm thì ở Nam là nam là các ông á, thì ở đây mình có là 34 ông, rồi còn bà là có là 66 bà. Dạ. Áo ông á, thì ở đây là mình có áo khoác mà loại kaki, và Yến sẽ lấy một cái ra cho cô chú anh chị xem thử nha. Dạ, Yến lấy một cái. Dạ. Đây, áo ấm của ông là áo như vậy nè cô chú anh chị. Bây giờ Yến mở thử luôn. Dạ, đây, áo cho ông là những áo kaki như vậy. Cô chú anh chị thấy là vải cũng rất là dày dặn đây nè. Dạ, rất là dày dặn. Lúc
này vô mùa mưa hay trái gió trở trời á, có mấy cái áo ấm này á, các ông bà cụ rất là mừng. Tại trước đây Yến có một lần Yến phát quà là Yến nhớ cũng được giúp đỡ với cái phần áo ấm này nè. Khi mà nhận được cái này á, nhiều ông bà mừng dữ lắm cô chú anh chị, rất là thích luôn. Dạ, đây áo ấm nha. Đó, áo ấm bằng kaki và cái này rất là dày á, trong Yến thấy lên nó có một cái lớp ở giữa hay sao á, là khi mà Yến cầm vô rất là dày nha. Đó thì áo ấm của ông là các cái áo ấm kaki như vậy, và ở đây mình cũng có nhiều màu cô chú anh chị. Áo của ông thì mấy cái màu hơi tối tối là màu xám, màu nâu nè, rồi màu hơi xanh ghiêu nè nha, nó mấy cái màu hơi tối tối như vậy đó nha. Dạ. Còn áo của bà thì chủ yếu là mình có cái các cái áo len. Dạ, cái này chưa mở đi, mở ra. Dạ. Đây, những cái chiếc áo len như vậy, và cũng có nè màu cam nè, màu nâu nè, màu đỏ nè, nâu lợt hơn nè, rồi màu giống như là màu nâu nâu tím tím vậy nè. Dạ, rồi màu đỏ đô nè. Đó, những cái màu cũng lớn tuổi cô chú anh chị, chứ không phải là cái màu trẻ trung. Tại vì chủ yếu mình nhận quà trước giờ là Yến phát quà thì chủ yếu là người lớn tuổi, là các ông bà cụ là nhiều. Dạ. Đây, ở đây mình cũng có thêm màu vàng nữa nè. Rồi có cái này, màu trắng này cũng đẹp, màu trắng kem nè cô chú anh chị. Cái màu này, đây, cái màu này người lớn tuổi mặc rất là đẹp luôn. Dạ. Đó. Mấy đợt chú Yến phát nó vui lắm. Nhiều bà cụ lại còn lựa màu nữa đó cô chú anh chị, nói là cho tôi cái màu này, cho tôi cái màu kia, nhiều người thích màu này màu kia. Bây giờ Yến mở một cái áo ra cho cô chú anh chị xem thử nha. Dạ, yeah. Để Yến mở cái áo màu vàng này ra đi. Dạ, yeah. Dạ, đây là áo cho bà. Dạ, áo cho bà thì áo cho bà cái gì, vải này là vải len mà nó cũng có cái độ giãn, cho nên á, mà trong đây thì do cái size á thì mình cũng không có xác định được cái người mập người ốm để mà mình lấy, nhưng mà cái áo này thì nó có cái độ co giãn, cho nên mập hay ốm gì mặc cũng được hết cô chú anh chị, rất là dễ. Dạ, ở trong đây có những cái là size cũng to nha cô chú anh chị. Dạ, đây áo vậy đây, cái len nó cũng dày dặn lắm cô chú anh chị. Đây, dạ. Đó, mặc rất là thoải mái và mấy bà thích lắm, tại vì Yến từng phát cái kiểu này rồi. Dạ, thì cái phần này là áo của bà với áo của ông. Dạ, và thêm nữa trong cái phần quà của mình thì còn cái trà bông, để Yến cắt cái hộp trà bông này ra cho cô chú anh chị xem. Dạ, nãy giờ Yến vô Yến chưa có cắt. Dạ, đây là cái phần trà bông nè cô chú anh chị. Trà bông thì mình có hai thùng ở dưới đây, một thùng lớn với một cái thùng nhỏ, tổng cộng 100 hộp. Và trà bông thì đợt này mình mua cái trà bông thì một hộp là 90.000, thì do là Yến làm cho tròn số tiền á, cho nên là cái hộp trà bông này thì ít hơn chút xíu, như ít hơn hộp lúc trước chút là ít hơn 10.000, hộp hôm bữa mình phát 100.000, hộp này thì 90.000. Dạ, ít hơn chút xíu, nhưng mà trà bông cũng coi như cũng khoảng 100g á cô chú anh chị, cũng hơn 100g chút. Dạ, đó, trà bông Yến cũng vô bọc giống như vậy luôn, để lát mình phát bà con có cái bọc nó mình cầm về á cô chú anh chị. Tại cái bọc kia của mình á thì nó bỏ cái hộp này vô thì Yến sợ nó bị cấn cái hộp, cho nên là lúc nào phát trà bông Yến cũng để riêng lại vậy đó. Dạ, hồi lúc trước thì mình phát lạp xưởng là nhiều, bây giờ thì Yến chuyển qua phát trà bông, tại vì người lớn tuổi ăn cơm ăn cháo ăn với trà bông rất là tiện, và thêm cái là trà bông thì mình cũng không cần phải bỏ tủ lạnh, bảo quản ở ngoài vẫn được luôn. Dạ, có cái hộp đồ để cho bà con người ta để cho nó sạch sẽ. Đó. Thì và cuối cùng thì trong cái phần quà của mình á, là còn thêm 200.000 đồng tiền mặt nữa nha cô chú anh chị. Phần quà rất là nhiều. Và bây giờ Yến sẽ nói rõ về cái số tiền của từng món đồ Yến mua trong cái phần quà. Dạ, phần quà 715.000 đồng thì bao gồm một bao gạo 10kg là 120.000, tặng một chai nước tương, một cái áo ấm là 150.000, một chai dầu ăn là 35.000, một bọc bột ngọt là 26.000, 5 lon cá mòi là 38.000, 1 lon sữa bò là 16.000, 1 kg đường là 20.000, 1 chai nước mắm là 12.000,
một bọc hạt nêm là 5.000 đồng, một bọc muối là 3.000 đồng, một hộp trà bông 90.000 và tiền mặt là 200.000, tổng một phần quà 715.000, là tương ứng là 30 đô Mỹ đó cô chú anh chị. Nha. Và Yến cũng xin chia sẻ về cái đợt mình phát quà này, tổng chi là 100 phần quà, mỗi phần quà 30 đô là 715.000, thì tổng bằng 71.500.000 đồng. Bọc gói quà là 80.000, vận chuyển bút vé là 600.000. Dạ. Yến xin một lần nữa xin thay mặt cho bà con xin cảm ơn nhóm cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ ngày hôm nay đã gửi tặng những phần quà rất là quý giá đến cho bà con, đặc biệt trong cái dịp tháng 7 âm lịch lễ Vu Lan này. Và xin cảm ơn cô chú rất nhiều. Thì như nãy có nói đó, quà là chủ yếu là các ông bà cụ là đến nhận quà, những người lớn tuổi hoặc là những cô chú bị tàn tật là sẽ đến nhận quà. Và thì bây giờ là cũng sắp đến giờ cô chú ông bà đến nhận quà rồi. Bây giờ Yến sẽ chuẩn bị sắp xếp lại sơ sơ, rồi chút nữa là các ông bà sẽ vào bên trong chánh điện ngồi cho nó mát. Dạ. Rồi bắt đầu là từng người sẽ đứng lên đi nhận quà đi ra, từ từ như vậy rồi mình sẽ phát luôn. Dạ. Đây của áo ấm nha ông ha. Dạ qua bên đây mình lấy thêm quà nghe ông ha. Dạ mấy bạn ơi kinh tiếp ông nha. Dạ. 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 Dạ con chào bà nghe. Dạ đây là quà Mạnh Thường Quân tặng cho bà ha. Dạ. À, đây là 200.000 nha bà ha. Dạ con gửi bà chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ mình ra ngoài đó mình nhận quà giùm con ha. Dạ. Dạ con chào bà nghe. Dạ con gửi bà quà. Dạ này của Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mình, gửi bà thêm cái áo ấm nha. Dạ rồi bà ra ngoài đây lấy. Dạ rồi con gửi ông phần quà của Mạnh Thường Quân tặng cho mình nghe ông nha. Dạ đây là 200.000 ha ông ha. Dạ ông qua bên đây ông nhận thêm quà giùm con nha. Dạ. Dạ con chào ông nha. Dạ đây là quà Mạnh Thường Quân gửi tặng cho ông nha. Dạ con đây 200.000. Dạ chúc ông được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ đây là quà Mạnh Thường Quân tặng cho mình ha bà ha. Dạ con gửi bà thêm cao ấm nha. Dạ rồi bà qua bên đây nhận thêm quà giùm con nha. Ở ngoài có trà bông nữa. Dạ. Dạ con. Dạ con chào bà. À này của bà phải không? Dạ. Dạ ông đưa bà đi giùm ha. Dạ giờ dạ, rồi vậy ông ơi dẫn bà ra giùm con ha. Dạ. À, của Mạnh Thường Quân tặng cho mình ha. Dạ. Dạ. Rồi con gửi bà nghe đây. À đổi màu ha. Rồi hít màu đỏ. Dạ. Màu đỏ cho nổi ha. Dạ rồi đây 200.000 nữa bà ơi. Dạ rồi bà về khỏe ha. Quà của Mạnh Thường Quân tặng mình. Dạ con chào bà nghe. Dạ. À đây quà Mạnh Thường Quân tặng bà. Dạ. À, xin màu đỏ luôn. Dạ bà cũng thích màu đỏ. Dạ. Rồi ai cũng thích màu đỏ hết ra. Dạ. Rồi. À bỏ vô từ từ ha bà ha. Coi chừng nghe. Dạ con gửi bà cái áo nè bà ơi. Dạ. Rồi bà bước tới đây giùm con nha. Dạ. Dạ. Dạ con chào bà nghe. Dạ đây quà Mạnh Thường Quân tặng cho bà ha. Dạ rồi con gửi bà cái áo ấm nghe. Dạ rồi bà về khỏe nghe bà ha. Dạ rồi qua bên đây mình lấy thêm. Dạ. Lấy màu này ha. Dạ rồi thích màu này con gửi màu này luôn. Dạ đây của Mạnh Thường Quân tặng bà. Dạ với 200.000 nữa. Dạ rồi bà về ha bà ha. Dạ. Dạ con. Dạ con chào cô nghe. Dạ đây là quà Mạnh Thường Quân tặng cô. Dạ dạ rồi cô ơi đây áo phạt. Cho cô cái áo màu trắng đi ha. Cô có thích màu đỏ không? Dạ cảm ơn. Dạ dạ đi từ từ thôi đỡ cô giùm. Dạ dạ đỡ cô giùm nha. Dạ lấy trà bông cho cô luôn. Dạ dạ con chào cô nha. Dạ dạ con cảm ơn cô. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô ha. Dạ rồi cô về mạnh khỏe nha. Dạ dạ con chào cô nghe. Dạ cô về mạnh khỏe. Quà Mạnh Thường Quân tặng thích màu nào cô? Đây màu này được không? Không thích màu này ha. Rồi thôi màu đỏ thôi. Màu đỏ dưới đây. Dạ đây màu đỏ ha. Dạ rồi cô về khỏe nha. Dạ con chào ông. Dạ đây quà Mạnh Thường Quân tặng cho ông nghe. Dạ để con lấy cái áo ấm cho ông. Dạ đây áo của ông nghe. Rồi ông về khỏe ha. Rồi giữ tiền chưa? Rồi đi từ từ thôi. Dạ dạ đỡ ông giùm em. Dạ dạ con chào bà. Dạ đây quà Mạnh Thường Quân tặng bà nghe. Dạ rồi bà về khỏe mạnh nghe. Đây là áo nửa áo đẹp đẹp màu đỏ nữa hả? Dạ màu đỏ.
Rồi ai cũng thích màu đỏ hết vậy. Dạ. Rồi vậy đi ha. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Cho con xin cái phiếu nha. Dạ. Chúc đoàn mạnh khỏe. Dạ, dạ con cảm ơn bà. Bà ơi bà lấy áo màu ha. Dạ, áo màu cam được không? Rồi. Dạ. Dạ. Dạ con chào cô nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cô ha. Dạ rồi. Dạ gửi cô thêm cái áo nha. Rồi màu nổi nổi luôn, màu vàng. Dạ rồi con chào cô nha. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cô á. Dạ. Rồi cô ơi thêm một cái áo nha cô nghe. Dạ đây rồi về khỏe nha cô nha. Dạ rồi lấy trà bông cho cô nha. Dạ 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 con gửi ông nghe đây Mạnh Thường Quân tặng ông. Dạ tặng ông thêm cái áo ấm nha. Dạ rồi ông về khỏe nha. Dạ dạ con chào ông nghe. Dạ 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 con là Yến. Dạ dạ lúc này con lên coi trên con bài đó. Dạ con cảm ơn bà. Dạ đây bà ơi Mạnh Thường Quân tặng bà nha, cho con xin cái phiếu nha. Dạ dạ rồi đây 200.000 của Mạnh Thường Quân nghe tặng. Tiếng nói mới biết. Dạ dạ cảm ơn. Dạ con gửi chú nha. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cho chú nghe. Rồi dạ. Chú về khỏe nghe. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cô nghe. Dạ cô về khỏe nha cô ha. Rồi à, cô thích màu nào? Đây màu nâu ha. Rồi màu nâu nha. Dạ rồi rồi cô đi tới luôn ha, cô lấy quà ở trước thêm nha. Dạ con chào bà nghe. Dạ đây quà Mạnh Thường Quân tặng bà. Dạ dạ mạnh giỏi lấy màu dâu. Lấy màu nào bà? Là màu nào? Màu nào? Dạ màu này đi. Màu này ha, màu nâu ha. Rồi màu nâu hợp với bà luôn. Dạ cảm ơn. Dạ ha. Con cảm ơn bà. Dạ bà về khỏe nha. Dạ con chào bà nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng bà ha. Dạ rồi với tặng bà thêm cái áo ấm mặc cho nó ấm nha. Dạ rồi bà về khỏe nha, bỏ vô vỏ rồi. Dạ rồi mình đi tới luôn ha bà ha. Dạ đi tới luôn. Dạ đi qua đây mà mấy anh tiếp đưa quà cho bà nha. Dạ. Dạ con chào ông nha. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cho ông cái áo ấm nữa nha. Dạ rồi ông về mạnh khỏe. Dạ dạ con chào cô. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cô ha. Dạ rồi tặng cô thêm cái áo ấm nè, về mặc cho. Dạ dạ con chào bà. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho bà nha. Dạ bà về khỏe mạnh nha. Đây bà ơi cái áo ấm cho bà nha. Dạ rồi bà bước tới đi ha. Dạ dạ con chào bà nghe. Dạ Mạnh Thường Quân tặng bà. Dạ tặng bà thêm cái áo ấm nha. Dạ rồi dạ bà về mạnh khỏe nha. Dạ con cho mạnh khỏe đi. Dạ con cảm ơn bà. Không sợ cho ý nữa. Dạ này của Mạnh Thường Quân tặng á, không phải dạ. Của con đâu. Dạ. Dạ rồi mình đi tới đây luôn nha. Dạ à, con gửi chú Mạnh Thường. Dạ Mạnh Thường Quân tặng chú phần quà đó, rồi chú về mạnh khỏe nha. Dạ dạ con gửi chú phần quà. Dạ đây của Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ rồi chú về khỏe nha chú. À, từ từ mình lên đây là mình nhận quà nha. Dạ dạ con gửi ông phần quà Mạnh Thường Quân tặng ông. Dạ dạ đây là áo ấm nha ông ha. Dạ ông về khỏe mạnh nha. Ông cầm tiền nè, bỏ túi đi ông ơi để không phải gớt á. Dạ chào bà nha. Dạ đây là quà Mạnh Thường Quân tặng bà ha. Mạnh Thường Quân dạ, dạ cảm ơn cô và thầy. Dạ dạ rồi đây con cảm gửi cô nha. Dạ cô đi tới luôn ha cô ha. Dạ dạ để con lấy áo thêm. Dạ dạ con chào cô nha. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cho mình ha cô ha. Dạ với tặng cho cô thêm một cái áo nha. Rồi đây dạ đây gửi cô ha. Dạ rồi cô về khỏe nha. Dạ con chào cô nha. Mạnh Thường Quân tặng cho cô phần quà. Dạ dạ con gửi cô. Dạ cô đi tới đây mình nhận thêm quà nha cô ha. Dạ con chào ông nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho ông phần quà. Dạ gửi ông thêm cái áo ấm ông ơi. Dạ 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 con chào cô nghe. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cô. Dạ đây tặng cô thêm một chiếc áo ấm nha. Rồi cô về khỏe nha. Qua đây mình lấy gạo lấy quà lấy trà bông. Dạ dạ con chào cô nghe. Này Mạnh Thường Quân tặng cô. Dạ rồi tặng cô thêm chiếc áo ấm nha. Dạ, rồi cô qua đây nhận thêm quà nha cô ha. Dạ con chào chú nghe. Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Đây gửi chú thêm cái áo ấm nha. Dạ rồi chú về khỏe nha. Dạ dạ con chào ông nghe. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cho ông nha. Dạ gửi ông thêm cái áo ấm ha. Dạ dạ bữa nay là có thêm áo nữa. Dạ con gửi ông nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng. Dạ của Mạnh Thường Quân tặng mình. Dạ rồi mình qua đây nhận thêm quà ha. Dạ dạ con gửi ông Mạnh Thường Quân tặng ông ha. Dạ à, đây thêm cái áo ấm ha mình. Dạ 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 con gửi ông đây cái Mạnh Thường Quân tặng cho mình ha ông ha. Dạ 200.000 nữa. Dạ rồi ông về khỏe nha. Dạ đi từ từ thôi. Dạ dạ con chào bà. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho bà nghe. Dạ à, gửi tặng bà thêm cái áo ấm ha. Dạ màu đỏ đỏ màu đỏ đỏ hả. Dạ dạ màu này cũng được ha. Dạ rồi vậy mình đi qua đây ha bà ha. Dạ 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 con chào ông nghe. Mạnh Thường Quân tặng cho ông ha.
Dạ, đây thêm một cái áo cho ông nghe. Dạ. Rồi ông về khỏe ha. Dạ. Dạ con chào bà, đây Mạnh Thường Quân tặng cho bà nghe. Dạ tặng cho màu tối ha. Dạ rồi. Dạ màu tối đây. Dạ rồi. Dạ rồi, bà bước tới giùm con ha. Dạ. Dạ con gửi ông gửi bà nghe. Dạ. Màu tối đi. Màu tối ha. Rồi màu này được không? Dạ. Lấy màu đỏ cho đen đi. Dạ con gửi cô nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng mình ha cô ha. Dạ của cô màu gì? Cô màu đỏ phải không? Rồi đây của cô ha. Rồi cô đi tới đây giùm con nghe. Dạ. Dạ con chào cô nghe. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cô. Dạ. Rồi màu đỏ phải không? Dạ rồi màu đỏ luôn. Màu đỏ cho nhà nó nổi nữa. Cảm ơn cô. Dạ con gửi chú nha. Mạnh Thường Quân tặng mình ha chú ha. Dạ đây một chiếc áo ấm đây. Dạ. Dạ con gửi cho bà nghe. Đây Mạnh Thường Quân tặng mình ha bà ha. Dạ để con mở ra. Dạ đây con gửi cô nha. Dạ rồi cô giờ bước tới ha. Dạ lấy đi con. Dạ. Dạ con gửi cô nha. Mạnh Thường Quân tặng cô ha. Dạ rồi đây màu này được không cô ha? Lấy màu đỏ đi cô. Màu đỏ hả? Màu đỏ rồi. Dạ màu đỏ còn ít lắm. Dạ rồi đây mình bước tới ha. Dạ. Dạ à, con gửi cô nha. Mạnh Thường Quân tặng mình ha cô ha. Dạ rồi màu nào? Màu nâu được không? Dạ rồi màu này cũng đẹp nè. Dạ rồi. Dạ. Dạ con chào cô nghe, Mạnh Thường Quân tặng cho cô á. Dạ rồi. Màu vàng này ha. Dạ. Rồi dạ rồi cô bước tới đây giùm con nha. Dạ gửi cô ha. Dạ đây Mạnh Thường Quân tặng cô. Dạ cô mặc áo màu này cho nó sáng cho đẹp ha. Dạ cái tay bị tật hả? Đau đau. Gãy. Dạ, gãy tay hả? Dạ. Rồi nhẹ nhàng thôi. Rồi ghim tiếp cô đi, tay bị gãy. Dạ. Dạ. Dạ con gửi cô nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cô á. Dạ. Dạ rồi đây. Rồi cái áo màu vàng cho nó nổi nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ con gửi cô tặng. À lãnh giùm cho ba chị ha. Dạ rồi. Dạ à, ba thì lấy cái áo này ha. Dạ này lãnh giùm cho ba. Dạ à, con gửi chú Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ để con mở cái áo nha. Dạ. Dạ con gửi chú nha. Dạ rồi chú về khỏe nha. Dạ con chào ông. Dạ Mạnh Thường Quân tặng ông nha. Dạ đây. Dạ rồi đi từ từ á, không thấy đường đi từ từ. Dạ. Dạ con gửi ông nghe, đây Mạnh Thường Quân tặng ông nha. Dạ. Cháu được sống 100 tuổi nha. Dạ cảm ơn ông, này của Mạnh Thường Quân tặng á. Dạ. Rồi con gửi cô nha, Mạnh Thường Quân tặng cô. Dạ. Con gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ con cảm ơn cô. Dạ rồi con gửi cô thêm cái áo ấm nha. Dạ rồi cô về mạnh khỏe nha cô ha. Dạ. Dạ con gửi chú nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng chú. Dạ. Đây chú ơi cái áo ấm cho chú nghe chú ơi. Rồi chú về khỏe nha. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Rồi con gửi cô ha. À, dạ con gửi cô đây mà quà Mạnh Thường Quân tặng mình ha cô ha. Dạ rồi con. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ rồi cô ra đây nhận thêm quà nha cô ha. Lãnh cho mẹ chị ha. Dạ rồi. Lãnh cho mẹ ha. Đây rồi áo cho mẹ. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Lãnh cho bà ha, bà ngoại ha, bà nội. Bà nội hả? Rồi, bà nội lấy áo bà nội ha. Rồi lãnh giùm cho bà nội. Dạ bà nội bị gì vậy chị? Đau khớp. Đau khớp ha, đau khớp. Dạ. Lãnh giùm cho ai vậy? Cho ba. Cho ba ha. Ba hả? Dạ dạ em gửi chị ha. Dạ. Này. Đợi đợi cái nha, đợi cái. Dạ. Dạ. Dạ rồi đây lãnh cho ba nè. Dạ rồi. Lãnh cho vợ. Lãnh cho vợ của bác ha. Dạ rồi. Đây con gửi cho bà bác nè. Dạ đây con gửi 200.000. Dạ rồi cho con xin cái phiếu lại nha. Dạ rồi. Lãnh cho ba. Lãnh cho ba của cô ha. Dạ rồi, ba của cô thì con gửi cái áo khoác cho bác nha. Dạ rồi. Dạ. Lãnh cho mẹ ha. Dạ rồi đây. Dạ. Dạ đây ha chị ha. Lãnh cho mẹ. Lãnh cho mẹ của chú ha. Dạ rồi. À, mẹ của chú đây cái áo này ha. Dạ rồi. Lãnh cho ba chị ha. Dạ rồi. Rồi lãnh cho ba đây cái áo cho ba. Rồi. Dạ. Lãnh cho mẹ ha. Rồi lãnh cho mẹ. Rồi lãnh cho mẹ mình qua đây ha. Dạ. Lãnh cho ba. Dạ rồi đây cho ba rồi. Đây cái áo ấm cho ba. Dạ. Lãnh cho dì. Lãnh cho dì. Dạ lãnh cho dì ha. Rồi lãnh giùm cho dì đây. Dạ
lãnh cho mẹ. Lãnh cho mẹ, dạ rồi, lãnh cho mẹ cái áo cho mẹ đây rồi, dạ. Lãnh cho ba cô. Lãnh cho ba, dạ rồi, cái áo cho ba nha, dạ rồi đây, dạ. Cho ba. Dạ, lãnh cho ba, dạ rồi. Đây Mạnh Thường Quân gửi cho ba của anh ha, dạ. Lãnh cho mẹ của anh ha, dạ đây Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mẹ anh nha, dạ. Lãnh cho bà ngoại không ngoại? Bà ngoại. Bà ngoại ha, rồi bà ngoại. Bà ngoại đây, dạ rồi. Lãnh cho mẹ của cô ha, dạ rồi. Đây của mẹ cô, Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mình nha, dạ. Lãnh cho ông nội ha, rồi ông nội, dạ. Rồi. Ê, xin lỗi nha, dạ đây của ông nội, dạ. Dạ rồi, đây của mình ha, dạ. Dạ lãnh cho bà ngoại ha chú ha, dạ đây con gửi cái phiếu rồi, dạ gửi 200 dạ. Dạ với áo nha, dạ rồi mình đi ha. Lãnh giùm anh. Dạ. Lãnh giùm anh. Anh của bác hả? Dạ rồi, bác cũng lớn tuổi rồi đó. Rồi. Dạ, dạ. Rồi lãnh bà. Lãnh bà hả, dạ. Dạ rồi, đây gửi cho bà nha, dạ. Lãnh giùm bà nội, dạ rồi, đây áo cho bà nội luôn, dạ. 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 Ba hả? Dạ, cho ba, dạ, cho ba thì bên đây, dạ. Dạ rồi, nha. Cho đàn ông. À, dạ, lãnh cho ông hả, dạ. Đây lãnh cho ông gửi con, em gửi ha, dạ rồi, nhà của Mạnh Thường Quân tặng đó. Dạ, con gửi cô quà Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mình nha cô ha. Dạ, dạ đây, rồi gửi cô cái áo nha, dạ cảm rồi, cô. Dạ, cô bước tới với cô, dạ. Dạ. À, dạ, con chào bà nha, dạ đây Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bà nha, dạ. Dạ đây gửi bà thêm cái áo và dạ, với hộp trà bông nha bà nha. Dạ rồi bà qua đây lấy gạo với lấy thêm quà nha. Dạ, dạ con gửi chú nha, đây Mạnh Thường Quân gửi tặng nha chú nha. Dạ con gửi chú nè đây. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay Hiển đã trao xong 100 phần quà được nhóm cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho bà con ngay tại huyện Châu Thành của Sóc Trăng. Thì ở cái chỗ khu vực này thì trước giờ Hiển cũng chưa có đến, hôm nay là đến phát lần đầu tiên. Thì bà con ở đây là cũng rất là khó khăn cô chú anh chị, và các ông bà lớn tuổi, những cô chú mà bị tàn tật nhận được quà ngày hôm nay thì rất là mừng. Đặc biệt là còn có thêm áo ấm nè, rồi có thêm tiền mặt tới 200.000 lần, cho nên là bà con mừng dữ lắm cô chú anh chị. Một số là những anh chị hay là những cô chú mà hơi trẻ tuổi thì không phải là trong cái danh sách nhận quà, tại vì trong danh sách nhận quà của mình thì đa số là người lớn tuổi thôi. Nhưng mà một số ông bà là do quá lớn tuổi rồi, xương khớp yếu rồi đi không được, hoặc là những ông bà mà bị tai biến nằm tại chỗ luôn thì không có di chuyển được, thì bắt buộc là phải nhờ hàng xóm hay là nhờ cháu gì đó đến lãnh giùm. Và cho nên một số là trẻ, nhưng mà mình danh sách là vẫn là người già đầy đủ hết nha. Một lần nữa rất là cảm ơn nhóm cô chú Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ đã gửi tặng những phần quà ngày hôm nay đến cho bà con. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.